tổ chức một giải đấu World Cup áo làng mọi người ạ. À, đây là một giải đấu bóng đâu? Bóng đây. Đây là một giải đấu gọi là siêu kinh điển, chất mang tầm quốc tế rất là cao. À, đây là... mình xin tự giới thiệu, mình là Cristiano. Cristiano mà cả. Giới thiệu ơi. Đây là Cristiano đặt trò săn. Đây là Cristiano Trung Quốc phép. Đây là Thế Tốc phép. Thế đã quay trở lại với các bạn. Ronaldo đương thời. Đây là hai bạn fan đến từ đâu? Xuân Khanh anh ạ. Xuân Khanh à? Đến từ Lào Cai, Malacari được con. Câu lạc bộ sao? Anh em mình sẽ tổ chức thi đấu bóng đá và dạ bây giờ chọn đội nhá. Chia ra sẽ thể lệ trò chơi sẽ như thế này. Đeo tải ba bố và nhảy đá bóng mọi người ạ. Bóng và trình diễn võ thuật. thể lệ cuộc chơi sẽ như sau. Đấy. Mỗi hiệp đấu sẽ 5 phút và bù giờ 1 phút nữa là 6. Đội nào chiến thắng thì sẽ được làm xạ thủ để cho đội nào thua sẽ làm bia đỡ đạn cho đội chiến thắng nó chắc. Ném bom cái tử đạn này. Nhưng mà phải treo lên cây để đội thắng ném. Đấy. Rồi, bây giờ chia đội nào. Anh ơi. Chia đội đi xong rồi phải dùng một trò gì để được đá trước chứ. Trò gì? Thì trò gì? Phần tù gì thắng đá trước. Húp nhau. Húp nhau cho đội nào thắng. Húp đâu. Không, đá thế này thôi, thằng nào ngã trước thì đấy. Đấy. À, thì sẽ đội nào thắng sẽ được giao bóng. Bây giờ chia đội đi. Bây giờ chia nó cân cân nào. Thế là đội nào giao bóng được nhường đội bên kia giao bóng trước ấy. Thế đặt chó săn với lại Thế Trạng mỗi thằng một bên. Anh với Trung Minh mỗi thằng một bên. Hai thằng kia mỗi thằng một bên. Đặt một bên. Đặt ạ. Thế một bên. Đấy thế bên kia. Đấy chưa? Ok chưa? Ok toàn to nhỉ. Xin lỗi, xin phép mọi người để cho đạn ra ngoài đã. Không phải đạn lạc chết. Mọi người ạ, mình phải ứng của Ronaldo mua hiểm đương thời. Mua hiểm này là an toàn cho mọi kiểu không đội. Không chơi bắt gôn. Không được bắt gôn. Ai đấy được. Chào Hiếu Trung Ương. Nào, chuẩn bị nhắc. Không được bắt gôn chứ. Ai giới thiệu mọi người, đây là quả gôn chưa bị nổ. Từ, giao bóng nha. Từ, giao bóng. Giao bóng. Hút xem đội nào thắng chưa thì mới được bóng chứ. Cái gì? Nhường đội bên kia, nhường đội bên này luôn. Không. Huyết đi. Huyết. 1, 2, 3. Xong lên. Huyết. Huyết. Tất cả xong vào đi xem quả trò chơi này. Nó là phải ra mim. Không được. Bây giờ phải ra giá lại đã. Không được nhấc tay ra. Không được bỏ tay ra hai cái này nhá. Đấy. Thế thì được. Ôi. Được. Dạ, cầu thủ này cầu thủ ngoại à? Chân dài à? Chân dài. Ra bóng đi. Cho bên mày ra bóng đỡ phải húc nhau. Đá đây. Vâng, 1 2 bắt đầu. Đây. Vâng, anh Trung Minh đang chân bóng. Ôi, Marika đang chân bóng. Vâng. Hiện tại đang ở cầu thủ Ramon đây này đang. Rồi. Vâng. Marika đang tiến thẳng về quả bóng mà. Marika. Không đá biên. Các cầu thủ ngoại đang húc vào nhau. Đây là anh Trung Châu Phi và mang một nước da châu Âu đang va chạm với cả anh Thế Gia Lai. Ôi, hết con. Để em. Tải cũng nhảy nổ. Bóng này là trọng tải của nó là cân nặng của nó là lên đến 13 cân. Mệt quá các bạn ạ. Đây. Ra bóng. Cầu thủ ngoại thì đổi ba rồi. Kiểu là đổi giày. Ê, nhưng mà đội anh mang tên gì? Cristiano. Đây. Thế thì cứ đi nào, cô đây. Đây, ui ơi, lại. Hay con. Đá nhẹ thôi. Đây. Đội của mình mang tên ba chàng ngốc. Đội ba chàng ngốc à? Và đội ba chàng ngu. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chơi bẩn các bạn ơi, chơi bẩn. Nào, ra đâu.
người em yêu. Cút lên đây. Từ từ. Cút lên đi chứ. Đâu này. Anh ơi. Anh. Một đội phải cởi chân đi mới phân biệt được chứ. Đây. Chạy vòng gái rồi nhỉ. Đội anh Trung cởi chân đi. Đội anh cởi chân. Đội anh Cường cởi chân à? Đội ba chân ngốc cởi chân. Marika cởi chân và đội anh Trung cởi chuồng. Nóng quá. Cởi chân đi, cởi chân. Nghỉ giải lao đưa hiệp một tí. Cảm xúc của anh. Cảm xúc là quá tuyệt vời nhưng mà không ghi được bàn nào. Anh, mày đâu? Chưa có cú ngã thần thánh. Ê, cầu thủ ngoại. Mày đâu? Mày lắm anh ạ. Mày là. Mày lắm. Ôi, lòng anh chạy bóng mệt thế. Ê, mấy cầu thủ ngoại. Cầu thủ ơi, đã đến từ châu Âu. Hãy chuyển sang Việt Nam với một cái giá rất đắt. 15 ngàn đồng. Đúng rồi. Đây. Ơi cởi chân nha. Cởi chân nha. Bỏ mũ vào nóng nha. Đấy. Đội mũ vào. Đấy. Mũ vào. Chơi lắm anh ba chạm chấn thương thì sao? Đội mũ đại ca là ba chẳng ngốc. Mang chân màu áo ấy. Áo da. Ba dùng cái tút. Vào. Xong lên. Ôi. Vào không? Đi nữa chưa. Chưa vào à? Camila quên rồi. Này. Phải sút bằng hai chân nhé, không được sút bằng một chân thế. Đúng rồi. Sút thế này ai sút được thế? Phải sút bằng hai chân, phạm luật là sẽ ở trong tải, ai nhìn thấy. Ơi, chạy bên. Cái này bóng rồi. Anh em bây giờ không chơi góc. Cứ lao vào mà tranh. Nào. Nóng quá, thằng này. Đi bên đảm bảo. Đi về đi. Đá đây. Cầm góc. Đấy. Năm, một, hai, ba. Rồi, anh Trung cho Vy bằng dao bóng lên. Ôi, cái trả cơ này không? Ui trời. Ui trời. Không thể nào mà gôn nhá, không được ai cho bắt gôn. Sút phạt. Được rồi. Vâng, sau đây là cú sút phạt điện thoại vá là lá vàng rơi của Công Phượng. Ai, chú cũng nghe chơi đấy nhỉ? Bắt đầu. Anh chuyển cho Công Thế. Công Thế đã có bóng. Chung cho Vi đang tiến lên quả bóng. Đang chạy ra đường biên nhưng mà không chơi biên. Wow. Marika đang cầm cơ bóng. Anh Long phi lên như một tên lửa ra truyền cho. Trời Công Thế. Ui. Trời pha phối hợp gần như là ăn ý. Nhưng mà không vào gần. Hai bên đang giữ tỷ số là không đều. Ui xả trời. Một chút nữa thôi là đội tuyển châu Âu tí nữa được ghi được bàn. Để mau đây này, giao bóng qua đây nhá. Được. 1, 2, 3. Chờ. Ui. Chặn, xuất lên. Chạy. Marika mệt không? Không chơi biên. Marika mệt không? Mệt nhưng mà vẫn đá tại vì mình là người Việt Nam mà. Ui, Trung Châu Phi đang chạm chán. Đây cái là một tiền vệ cho trời châu. Vừa là hậu vệ, vừa là tiền. Ui ôi. Một quả bóng và hai quả bóng. Hay là bụng quá. Một quả bóng to. Siêu buồn cười. Không vào đúng không? Không vào. Bên kia là hai anh fan đến chơi mọi người ạ. Hiệp 2 kết thúc, bây giờ chơi quả bóng vàng. Hiệp 2 kết thúc rồi. Bây giờ chơi hiệp phụ. Chơi không. Chơi luôn quả bóng vàng, không chơi hiệp phụ. Quả bóng vàng là quả gì? Thằng nào đá được. Đá vào phát là thắng luôn. Ok.
Ui dặn thế. Ngứa lắm. Ui, đang gãy cái cây nhỉ. Được rồi, nha. Bắn này đá. Được rồi nha. Đội bạn chơi hơi không nhiệt tình cho lắm. Nhất là bạn áo đen bên kia chơi bẩn. Bay. Nó kiểu châu Âu không biết tiếng. Ông phải chơi về châu Âu về lên đi để phát bóng. Con chơi ra bàn sổ đưa đi chơi. Vào. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Tí nữa đi lòng sang ngang rồi kìa. Rất hiểm hóc nhưng sang ngang đã từ chối và thắng. À, em bảo vệ thủ môn. À, vào đi, vào đi. Vào đi. Đừng để nó vào. Hay quá. Hay quá. Mình là quá mệt rồi các bạn ạ. Đuối sức quá. Đuối sức quá. Sẽ hết rồi nhé. Bớt đi xong múi tiêu hồng. Nè Marika. Vào đây. Bớt đi. Đá penalty. Xong múi. Ra điện. Lông nách dài. Khôi xì. Nè quay nốt đội ba chàng ngốc. Rồi. Rồi. Đây là cầu thủ còn lại của đội Marika. Đây là bóng ba. Đây là tiêm châu Phi. Người đây là cầu thủ ngoại siêu vĩ. Bé nhất rồi. Bay đâu bây giờ? Đây, xuống đây. Nào, tập bóng nha. Ui. Ai? Ui, hình như là có một vụ ẩu đả đây. Ui, ui, các anh đang co quắp và lê lết. Trọng tài không thể nhìn rõ được rồi. Quay này, lên cứ đá theo đi. Xong lên. Ai được bóng làm vua? Ui. Hết rồi. Sau đây sẽ là loạt penalty luân lưu giữa hai đội. Mỗi đội sẽ đá 5 quả. Thế đặt quần rách nha mọi người nha. Quần nhà nghèo. Nhà có tiền mua. Khổ quá. Mệt quá. Mỗi đội sẽ đá 3 quả. Không có thủ môn, đá giữa sân. Đây lấy con này làm sự trưởng nha. Không, con dưới, con dưới. Con lên đây. Đá không có thủ môn á? Rồi, xem này. Đội Marika đã chưa vào trọng tài, chuyên vị cho Marika. Sẽ phản tù tì đá penalty nào. Đạt vào đội đi đấy. Nào đội trưởng đâu, tiến lên đây. Cho mình làm đội trưởng lên. Đội trưởng cao khều. Một hai, ấy tứ, một hai, ấy một hai, một hai, ba. Rồi, tao đã chưa. Mình chưa thắng. Marika bớt trước. Đá quả penalty trước mọi người. Không được đá bằng một chân nhá. Nào, 1, 2, 3. Wow! Yeah! Sập luôn cả con gôn này mọi người. Sập luôn cả con gôn. Kinh điển. Một ca bóng đi vào lịch sử. Rất kinh điển đến từ cầu thủ Marika. Marika mà đã. Đội tuyển. Nào, đội
có áo đâu rồi. Đội tuyển U10 của Marika đã giành trước một trái bóng. Đây là đến đội tuyển châu Âu. Vượt vào. 5-1 đều cho mọi người ơi. Không biết liệu Marika có chiến thắng cuộc thi này hay không, hay là phải leo cây để bị ném bóng nước. Em kêu lên cây sàn nhé. 2-1 Marika đang dẫn trước một quả. Đó chính là 2-1. Cầu thủ vừa ghi danh đó chính là cầu thủ đến từ Xuân Thành ở đội Marika. Đây là đâu một trận đấu. Đấy, đúng rồi. Nào. Nát trời sân. Ra ngoài đi. Không bảo. Cầu thủ của Châu Phi. Đá vào là sẽ thắng. Công thái cố lên. Đội đồ. 2-1. Đội đồ đặt trời sân đã. Đang bên trên chơi. Đúng rồi. Đã đá ra ngoài cung thành. Thấy trò này. Để này. Con là xếp. Rồi. Ai là rồi. Đá thứ tư. Vinh quang về cho đất nước nhà. Không thể cố lên. Quyết định trận đấu. Không anh ơi, anh phải thơm trái bóng như kiểu anh Quang Hải. Xoa. Mới cỏ đi. Mới cỏ ra ngoài này. Đây là cú đá phạt thường châu. Quật. Anh công thế sẽ thực hiện lại. Hai chân này. Cú đá phạt. Mày chụm chân lại mày. Này thế này đấy. Anh công thế đã thực hiện lại cú đá phạt của thường châu. Nhưng mà là không được. Không giống như anh Quang Hải. Anh lại không có tố chất đấy. Tại vì đừng có điếm. Đây. Tại vì anh đã phải đeo ở chân mình là một cái giải ba bố. Chúng mình chút trượt và sẽ thua luôn. Thua gì thắng mà. Thua luôn. Trượt là nên thua luôn. Đề nghị chúng mình nhắm thật chặt. Bây giờ sau đây là pha leo cây để đội thắng ném bóng. Rồi. Đến phần trừng phạt cái đội đến từ châu Âu. À, khiêng như kiểu là tăng cúp ấy. Đâu? Cúp gì? Khiêng như kiểu khiêng. Đây là cúp vàng trắng. Cúp quả bóng nước. Ôi thằng kia đã trèo rồi. Ai? Mày trèo đâu ấy? Đây đang đến phần trao giải mọi người ạ. Rồi. Không, tao phải phạt đâu. An mà. Bảo mày cho quay đi, Phúng ơi, lấy máy đi, tôi quay đi. Các cầu thủ bị thua đang trèo như vượt. Trèo lên cao để càng trèo lên cao. Càng tránh bị... Từ từ. Càng trèo.